Chào anh chị. Đại gia, người giàu đi chăn kiến có khác gì dân nghèo đi tù hay không? Nhiều bạn đã gửi cho tôi câu hỏi như vậy. Một bạn trẻ ở Thủ Dầu Một còn hỏi rằng: con nghe nói cô Nguyễn Phương Hằng khi vào trại giam đã phải thốt lên: ủa, sao phòng đặc biệt dành cho tôi nhỏ xíu vậy quý vị? Có thật không chú Hoàng Linh? Tôi nghĩ rằng đó là một câu chuyện đùa thôi, đùa vui của người này nhưng là nỗi buồn của người khác. Về mặt pháp luật, đối với người chưa thành án, tức là người đang trong giai đoạn điều tra, thì sẽ được tạm giam ở nhà tạm giữ công an quận huyện hoặc giam tại nhà tạm giam, trại tạm giam công an tỉnh, thành phố. Người đã thành án thì đi lao động và học tập ở các trường trại, đó là các trại giam thuộc Bộ Công an quản lý. Bây giờ tôi nói chuyện các đại gia bị bắt, chắc là các bạn quan tâm điều đó. Các đại gia bị bắt thì đều ở trại tạm giam công an tỉnh hoặc thành phố. Các chuyên án của bộ làm thì ở trại T16 hoặc là B34, tùy theo bên cảnh sát hay là an ninh làm. Và theo tôi được biết, tất cả những bị can bị tạm giam đều được áp dụng những hình thức giam giữ và chế độ như nhau theo quy định của Bộ Công an và điều kiện của trại tạm giam. Khi ông Đinh Văn Được, tức là ông Sao Được, được trả tự do, tôi có đến khách sạn Sơn Lâm để thăm ông. Ông Đinh Văn Được, như nhiều người đã biết, là một người, một gã khổng lồ, một gã giang hồ vui tính, đi làm giang hồ vì đam mê chứ không phải là dân giang hồ gốc, không tiền án tiền sự mà chưa làm bích lòng ai hết. Ông Sao Được có một thân hình rất là kỳ lạ, cao gần 1m9, nặng 124, có giai đoạn 134 kg, gã khổng lồ. Và khi vào trại giam rồi thì không có cái còng số 8 nào còng vừa ông hết, nên là cán bộ quản giáo buộc lòng phải dùng xích của bị án tử hình, xích chân á, để tạm thời áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với ông Đinh Văn Được, tức là ông Sao Được, khi cần thiết. Ông Đinh Văn Được kể với tôi rất vui, và qua câu chuyện kể đó, không biết ông có cường điệu hay là khôi hài thêm hay không, nhưng mà chúng ta cũng hiểu thêm về những góc khuất của cuộc đời này và suy ngẫm về hai chữ giàu nghèo, nhân tình thế thế, nhân sinh như mộng, mộng như nhân sinh. Ông Sao Được nói rằng trong những ngày trạm giam tại Bộ Công an, ông không khai báo gì cả, nên ban chuyên án chuyển ông đến trại giam của tỉnh T, nơi tạm giam những bị can sừng sỏ nhất trong vụ án Nam Cam, ví dụ như là ông Nam Cam, Sơn Bạch Tạng, Hải Bánh, anh Dũng Đuôi, Dũng Bắc Cạn, Châu Phát Lai Em, Dũng Chim Xanh, Hoàng Lựu Đạn, vân vân và vân vân. Rất nhiều người, trong đó có cả cô Vũ Hoàng Oanh, chị ruột của Vũ Bằng Dung, Dung Hà như chúng ta đã biết. Ông Sao Được nói rằng ông bước vào buồng giam, mở lớp cửa đầu tiên đến lớp cửa thứ hai, thì ông đi chỉ có vài bước thì đụng đầu vào tường một cái rầm, vì thân hình ông khôi dĩ khổng lồ mà đụng vô vách tường buồng giam bé xíu, thì ông đi ngược lại thì cái đầu ông lại đi 2-3 bước thì đụng vô cái cửa buồng giam, ông kêu một cái rầm, thì ông quay lại và thấy một người ngồi chồm hổm trên tấm phản phía bên trái ông. Ông nhìn và người đó nói: tù mới hả? Sao Được nói: vâng. Kết cấu buồng giam chắc khoảng chừng 3-4 bức chân là hết. Có một tấm phản, hai phản hai bên để nằm, hai phản hai bên bằng xi măng để nằm. Ở giữa lối đi gọi là phi đạo. Phía sau nữa, một bên là hồ nước, một bên là nhà vệ sinh và tối om. Thở mạnh thì cũng thấy khó thở,
ông Đinh Văn Được ngồi lên phản bên kia mà nghỉ mệt, thì người kia tự giới thiệu tôi là Ba Tân, bị án giật hụi nhân dân tức là thường án. Rồi sau đó mới hỏi là ở đây cán bộ điều tra có đánh phạm nhân hay không. Anh Ba Tân mới nói là không. Rồi, tuy nhiên tụi tôi là tù bình thường, còn các anh là tù chuyên án thì tôi không biết. Tôi nhìn anh là tôi biết anh là ông sao được. Lúc còn tự do tôi đã đọc báo xem truyền hình thấy anh rồi. Nếu chúng ta đều là người lớn tuổi với nhau, tôi khuyên anh như thế này: nếu thấy có gì bất trắc hoặc dấu hiệu từ cơ quan điều tra, cán bộ điều tra, thì anh đứng lên nói báo cáo cán bộ điều tra hành hung tôi. Thì lập tức cán bộ quản giáo ở phía ngoài sẽ bước vào và can thiệp. Sao Được thực hiện đúng như vậy. Sao Được kể: ê Linh, mày nghe kịp không? Anh Sáu mày ngon lắm nha, anh Sáu mày không khai báo gì cả. Tụi nó mới cử một thằng rất là dữ dằn, cao to không kém gì tao, không kém gì anh Sáu. Nó nói gì tao gia bộ cũng không nghe hết. Nó tức giận đứng dậy hùng hổ, tao mới la lên báo cáo cán bộ điều tra hành hung tôi. Thì cán bộ quản giáo mới bước vào và mời cán bộ điều tra ra ngoài. Sau đó hỏi sao được: chào ông anh Đinh Văn Được, không hiểu anh hô quán lên vì việc gì. Ông Sao Được nói: tao khôn lắm Linh, tao nói dạ không có gì hết, nhưng mà tôi thấy ông cán bộ điều tra này có vẻ khó tính quá, cán bộ có thể đổi tôi một cán bộ điều tra khác dễ tính hơn không? Ngày cán bộ quản giáo nói đó không thuộc thẩm quyền của tôi, để tôi mời anh Nên là phó ban chuyên án. Lát sau ông Nên bước vào, một người giống như thầy giáo, một tay xách cặp, bỏ cặp ra trên bàn cung, để hai tay phía sau và nhìn ông Đinh Văn Được và nói: nếu anh cho rằng cán bộ điều tra khó tính, tôi sẽ cử một cán bộ điều tra rất là dịu dàng đến để làm việc với anh, trên tinh thần là thoải mái, khai báo tự nguyện. Sao Được đồng ý. Tao đồng ý Linh, tao đồng ý, mày nghe kịp không? Sau đó một nữ cán bộ công an bước vào, tóc cắt ngắn, rất xinh xắn. Cô ngồi vào bàn cung và chào Sao Được: cổ chào tao mày, đẹp lắm, nó đẹp lắm, cổ đẹp lắm. Rồi cô hỏi: em nghe danh anh Sáu rồi, lâu rồi, nhưng văn kỳ thanh, bất kiến kỳ hình, nhìn anh Sáu ngoài đời phong độ còn hơn là trên truyền hình và trên báo. Tao nghĩ vậy tao khoái quá mày. Cán bộ điều tra hỏi tiếp: anh Sáu có uống cà phê không? Cán bộ điều tra hỏi như thế. Sao Được nói: tao chịu liền, tao kêu cán bộ cho tôi ly cà phê đá. Cán bộ đó gọi cà phê đá vào, tù tự giác mang vào đặt trên bàn Sao Được. Sao Được cầm lên định uống thì cán bộ đó bước đến cầm ly cà phê mang đi nơi khác và chỉ mặt Sao Được nói: xin lỗi, tôi dẫn nguyên nhân Sao Được kể lại. Lũ tía mày Sao Được, mày tưởng mày ngon lắm hả? Tao nghe nó ở ngoài đời mày ngon lắm mà, mày vô đây mày còn làm hùng làm hổ nữa hả? Mày đổi cán bộ hả? Mày nghe kịp không Linh? Tao vừa nghe tới đó tao khóc hu hu lên. Tao nói với cán bộ ơi, ông già tôi chết rồi, cán bộ không có lụ được đâu, tôi xin đổi cán bộ khác. Tao khóc hu hu và tiếp tục màn kịch cũ là đứng lên báo cáo cán bộ tôi bị cán bộ hành hung. Cán bộ Tâm và bộ quản giáo và cán bộ Nên vào hỏi: cái gì nữa đó ông Sáu? Thì cán bộ ông Đinh Văn Được nói: tôi xin đổi cán bộ cũ, cán bộ dữ hơn cũng được nữa. Lát sau cán bộ cũ vô, ông Đinh Văn Được nói với tôi: Linh ơi Linh, tao khai hết trong một buổi là tao khai hết. Tôi kể câu chuyện này để nói rằng như thế này: trong vụ án Nam Cam không có hồ sơ, đó là một vụ án mờ, chủ yếu là lời khai của các bị can. Thế nhưng 155 bị can, không bị can nào thoát án, không ai là được tuyên quan hết. Cán bộ điều tra đã tìm hiểu các bị can rất kỹ, mỗi người, mỗi số phận, mỗi hoàn cảnh đều được xem xét, đánh giá và đưa ra những chiến thuật điều tra, chiến thuật hỏi cung phù hợp. Khi bị can bị khởi tố và bắt tạm giam thì chứng cứ gần như là không, là điều kiện để
phải nhận tội là gần 80%. Trở lại các đại án gần đây là các vụ gian lận về chứng khoán, thao túng chứng khoán và thao túng gian lận trái phiếu. Tất cả hầu hết đều thể hiện trên hồ sơ. Và tôi tin rằng cán bộ điều tra cũng như ban chuyên án theo phong cách làm việc của tướng Ngọc và tướng Tô Lâm thì chứng cứ đã rõ, rất khó mà chối tội và vụ án sẽ kết thúc nhanh. Tôi nghĩ rằng những bị can, bị cáo sắp tới sẽ còn rất nhiều, không chỉ gói gọn trong các công ty, các tập đoàn mà những cơ quan, ban ngành có liên quan lỗi trực tiếp và lỗi trách nhiệm. Nhưng chúng ta cứ chờ xem như thế nào. Bây giờ tôi trở lại câu chuyện, câu hỏi của bạn trẻ nêu trên. Trong giai đoạn tạm giam để điều tra, dù chúng ta là ai, là cán bộ, là đại gia, là nghèo hay là giàu, thì những điều kiện cơ bản trong buồng giam đều như nhau để hướng tới mục tiêu tối đa mà người ta đặt ra là gì? Là chúng ta phải khai nhận những hành vi của mình. Đến giai đoạn 2, khi mọi người đã thành án hết rồi thì đi trường, thì ở đây nó có sự khác biệt. Trại giam của Bộ Công an nó kết cấu giống như là một cái làng thanh niên và được quản lý theo nhiều tầng nấc, quản lý thống nhất theo quy định của Bộ Công an về trại giam, theo nội quy, và có một chế độ tự giác. Phạm nhân bầu lên hội đồng tự quản, các tổ đội, rồi trật tự dân dân đều mang chế độ tự quản hết. Giai đoạn đầu, tức là 2 tháng đầu, cũng giống như tuần lễ huấn nhục của các đội đặc nhiệm chúng ta theo xem trên phim Mỹ, phạm nhân dù là ai đều phải tham gia lao động nặng nhọc như đi đồng, bồi bùn, giác mía, giác xi măng, giác gạo, để mà biết giá trị của lao động và để biết sợ mà không vi phạm nội quy. Sau đó tùy theo tuổi tác, tình trạng sức khỏe mà các phạm nhân sẽ được phân công lao động ở những nơi phù hợp, ví dụ như là thợ hồ, thợ xây, xưởng hạt điều, xưởng tách nhân, mai banh, hay là lao động nông nghiệp, hay là nuôi cá, hay là chăn nuôi, và những người có điều kiện, ví dụ như có tay nghề như là bác sĩ, hay là cán bộ có nghề quản lý, có nghề văn nghệ, hay là có nghề thợ xây, vân vân, sẽ được phân công phù hợp. Và như thế lao động nó sẽ nhẹ nhàng hơn lao động ngoài cánh đồng có chỉ tiêu. Nói chung dù là lao động cái gì thì cũng không có thời gian để suy nghĩ việc khác, và mục tiêu của nhà tù là vậy, là để chúng ta để phạm nhân bớt suy nghĩ lung tung, tập trung học tập cải tạo. Và chúng ta đừng nên nghĩ rằng những người nhà giàu đi vào trại giam là sẽ sung sướng hơn những người nhà nghèo. Vâng, có thể do chế độ thăm nuôi, do có thể là cái tư cách và mối quan hệ mà họ được ưu ái hơn trong phân công lao động và phù hợp với tuổi tác, ngành nghề, tay nghề. Tuy nhiên, theo tôi thấy, những người có điều kiện khi vào trại giam thì họ không thụ hưởng một mình mà chia sẻ điều kiện đó để giúp đỡ những người bạn đồng cảnh của mình. Và tôi rất cảm phục anh Phạm Ngọc Lâm, hiện nay là giám đốc công ty nhà Đức Khải, và anh Liên Khu Thình, nguyên là tổng giám đốc EPCO. Hai anh đi vào trại giam của Bộ Công an và dùng nguồn lực của mình, tài trí của mình xây dựng những nhà xưởng, những công trình nhằm thay đổi, nâng cao mức sống của phạm nhân và dạy nghề
dạy chữ cho rất nhiều người trong trại giam. Và tôi đã gặp một số người đó sau khi họ được trả tự do, và họ nói rằng chính là trại giam, chính anh Liên Cô Thình, anh Phạm Ngọc Long đã làm thay đổi cuộc đời họ. Họ có việc làm và họ đã có cuộc sống tốt hơn. Nhiều người còn đến gặp anh Phạm Ngọc Lâm, anh Liên Cô Thình. Anh Liên Cô Thình còn mở quỹ hòa nhập xã hội và giúp đỡ cho những người này. Một người khác nữa bị bắt quan là anh Bùi Mạnh Lân, giám đốc công ty Đồng An, Bình Dương. Cũng như vậy, trong thời gian tạm giam ngắn ngủi, anh cũng đã hỗ trợ hết mình những người bạn đồng cảnh. Và khi được trả tự do, anh cũng không quên những người đã ở tù chung với mình và giúp đỡ những bạn đó, những em đó có công ăn việc làm và có cuộc sống lương thiện, hòa nhập với xã hội. Tuy nhiên, cho dù là giàu hay nghèo, cho dù cuộc sống trong trại giam như thế nào, thì vẫn là những chuỗi ngày đau buồn, vẫn là chuỗi ngày đau buồn. Nhất nhật tại tù, thiên thu tại ngoại. Một ngày ở tù bằng nghìn năm ở ngoài. Bản chất của con người là quan hệ cộng đồng, quan hệ xã hội. Khi bị nhấc khỏi mối quan hệ đó, con người trở nên đau buồn, cô đơn và không có thể gì bù đắp được. Do đó, mọi người chúng ta hãy cân nhắc các hành vi của mình và ứng xử phù hợp. Tôi rất thích và hay nhủ lòng câu nói gần đây của doanh nhân Nguyễn Thị Sơn: mỗi khi người lớn muốn chiều chuộng cảm giác của mình, cảm xúc của mình, hãy nhìn vào mắt trẻ em, hãy nhìn vào mắt con em chúng ta, xem coi liệu hành vi đó có ảnh hưởng tức thì hay lâu dài đến con em chúng ta hay không. Xin cảm ơn các anh chị.